Quỹ ban nhân dân huyện Thái Lai tổ chức cuộc họp triển khai dự thảo kế hoạch giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi mùa khô năm 2024. Theo kế hoạch năm 2024, huyện Thái Lai có 36 công trình giao thông nông thôn, giao thông mùa khô sẽ được xây dựng với tổng mức đầu tư gần 164 tỷ đồng. Cụ thể, xây dựng giao thông nông thôn rộng 4m theo tiêu chí nông thôn mới là 10 công trình với chiều dài hơn 32 km. Xây dựng giao thông nông thôn rộng 2m là 7 công trình Công trình thủy lợi tạo nguồn là 11 công trình, tiết chiều dài dự kiến hơn 50.000 50 m. Phục vụ diện tích sản xuất trên 4.580 ha. 8 công trình thủy lợi nội đồng với chiều dài 6.100 m. Bên cạnh, sẽ tổ chức thực hiện trồng cây bần cặp các tuyến kênh rạch, đặc biệt là những nơi có nguy cơ sạt lở cao. Năm nay, chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô sẽ gắn giới vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ngày 6 tháng 3, tất cả 13 xã thị trấn trên toàn quyện sẽ đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch Xã Trung Bình là xã điểm tổ chức lễ ra quân.